Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, trong hai ngày 16 và 17 tháng 7, đoàn cán bộ tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn và đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm viếng một số nghĩa trang liệt sĩ tại các tỉnh Nghệ An và Quảng Trị. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Với tấm lòng thành kính và tri ân sâu sắc, đoàn dâng hương đặt vòng hoa tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào, tỉnh Nghệ An, các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường Chín, thành cổ Quảng Trị và nghĩa trang huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng thành kính tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu, hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống cách mạng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên nguyện quyết tâm đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy những thành tựu đạt được để mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Đây là hoạt động thường niên của tỉnh thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.